Tạch xin kính chào toàn thể anh em đam mê dòng xe thì anh em nhìn thấy khuôn mặt của Thạch là anh em sẽ nhìn thấy lạc hoa trắng và nghe được tiếng nổ của xe Sibon. Và clip hôm nay Thạch muốn quay để cho anh em biết và chiêm ngưỡng con Sibon 99 đầu 35 được Thạch dọn khuôn mới đúng phong cách riêng của chiếc 99. Là Thạch muốn up clip lên cho anh em chiêm ngưỡng con xe này như lúc nãy giờ Thạch quay cho anh em xem đó. Thì những khía cạnh Thạch đi vòng vòng chiếc xe, quay những chi tiết khía cạnh cho anh em xem chiếc xe của Thạch dọn khuôn mới. Và đây là con Sibon đời 99 đầu 35 mà Thạch đã bán về Đồng Tháp. Thì con này là một trong ba con mà Thạch đã giao, là hai con đô đô và một con đỏ tươi. Thạch đã nói trên những clip trước Thạch đã bán rồi đó. Thì nhà thì ở Cai Lậy nhưng hộ khẩu ở Đồng Tháp, cho nên bán đúng chính xác là về Đồng Tháp. Thì ngày mai là ngày mùng 9 âm lịch, nhằm ngày mùng 1 tây tháng 7 là đến ngày lành tháng tốt để đưa dâu về Đồng Tháp. Thì Thạch xin mời anh em cùng Thạch ngắm con xe này lần cuối để tiễn em nó theo chồng về Đồng Tháp. Rồi thì những cái clip mà Thạch đã gửi đến anh em là phân biệt các dòng xe, hướng dẫn cho chỉnh xe và hướng dẫn cho anh em biết số khung số máy của đời xe nào, là của xe nào, là số bao nhiêu. Thạch đã chỉ cho anh em rất nhiều. Tính đến thời điểm ngày hôm nay là Thạch đã phát hành hơn 180 video clip để hướng dẫn và giúp cho anh em chơi Sibon một cách thật tốt nhất. Và Thạch không có ngừng phát triển trên ở đây. Thạch sẽ có một ý tưởng mới, là tại vì Thạch đã hướng dẫn cho anh em, chỉ cho anh em xem từng món đồ, nói rõ số khung số máy, hướng dẫn cho anh em canh chỉnh xe các thứ rất là đầy đủ. Tính đến thời điểm hôm nay, nếu như những anh em nào mà đã xem những clip của Thạch thì Thạch tin chắc rằng anh em đã biết rất là nhiều, rất rõ và về khai thị, đặc biệt là Sibon nhé. Thì Thạch sẽ đổi chiến thuật. Sau cái clip này, Thạch sẽ gửi đến cho anh em nhiều cái clip nữa. Nhưng mà Thạch tin chắc rằng những clip Thạch sắp sửa đưa ra cho anh em xem sẽ là những cái clip giúp đỡ anh em tốt hơn đối với thị trường thực ngày hôm nay. Tại vì bây giờ ngày hôm nay là anh em đã có thể trải nghiệm khai thị rồi, và Thạch sẽ giúp cho anh em tự tin hơn nữa những gì mà trước kia Thạch gửi đến anh em. Thì Thạch sẽ cho anh em biết được, là coi như là sau này Thạch sẽ nói lý thuyết, nhưng mà Thạch sẽ tóm lại tất cả luôn trong những cái video sau này. Thì nếu như anh em nào có nhã ý muốn cùng Thanh Thạch chinh phục đến nay thì sau clip này mời anh em đón xem nhiều clip khác của Thạch sẽ rất là hay, hữu ích. Rồi thì Thạch sẽ nổ máy con 99 đầu 35 này lần cuối để nghe được tiếng em nó hót lần cuối, để rồi mai này Thạch sẽ tiễn nó về Đồng Tháp. Cái bô này không phải là cái bô 99 riêng găm bóng nha anh em, nhưng mà cái bô này là cái bô Malai. Cái bô Malai của Thạch, nhưng mà tiếng nổ rất là giòn như 99. Nếu như anh em không phân biệt được thì tưởng lầm nó là 99 đúng không, nhưng không phải. Nó là cái bô Malai đó, tiếng nổ như 99. Rồi, clip đến đây đã kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Thạch sẽ gửi cho anh em những điều hay hữu ích của ai thì nữa. Nhớ đón xem những clip sau nha anh em. Rất là hay hữu ích.